vị và các bạn thân mến, những ngày này ở những con đường ngoại ô Đà Lạt hay những cung đường của huyện Đức Trọng đã rực rỡ màu hoa dã quỳ. Hãy cùng Kiều Anh cùng khám phá những cung đường rực rỡ hoa quỳ vàng ở đây nhé. Đức Trọng, Lâm Đồng như được khoác một tấm áo mới khi hoa dã quỳ vào mùa. Sắc vàng phủ khắp các con đường, ngọn đồi, nương rẫy. Khắp đường quốc lộ 20, đoạn qua đập Đại Ninh, đường vào thác Bông Gùa, trên các ngọn đồi tràn ngập sắc vàng dã quỳ. Ngoài ra, một địa điểm check-in hoa dã quỳ không nên bỏ lỡ chính là núi đồi Rờ Chai. Rờ Chai nằm ven tỉnh lộ 724, thuộc thôn Rờ Chai 3, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm Đà Lạt tầm 40 km theo hướng cao tốc Liên Khương về thành phố Hồ Chí Minh. Cũng giống như nhiều nơi khác ở Lâm Đồng, đầu tháng 11, hoa dã quỳ ở Rờ Chai bắt đầu nở rộ tô màu vàng rực rỡ cho cả ngọn núi. Những vạt hoa dã quỳ trải dài từ đỉnh xuống chân núi lửa Rờ Chai trên những bờ rẫy khiến ngọn núi mùa này trông như những thửa ruộng bậc thang Tây Bắc mùa lúa chín. Núi đồi Rờ Chai có hai ngọn, một nằm trên địa bàn xã Phú Hội, một nằm trên địa bàn xã Tân Hội. Nếu đi ngoài quốc lộ 20 thời điểm này, bạn có thể nhìn thấy hai ngọn núi đồi đang nở những bùa hoa vàng rực rỡ. Em đi ngang qua con đường này thì em thấy rằng là khí hậu rất là mát mẻ, hoa dã quỳ nở rất là đẹp và em muốn là đến là để chụp hình làm kỷ niệm ạ. Em chụp được rất là nhiều rồi. Nói chung là tìm mọi cái ngóc ngách để mà chụp được những cái hình đẹp nhất và em nghĩ là quá tuyệt vời luôn. Ngoài núi đôi Rờ Chai, hầu hết các cung đường, các bờ ruộng mùa này, du khách đều có thể bắt gặp những bờ hoa quỳ vàng khoe mình dưới nắng. Và không chỉ thu hút du khách thập phương, những người con của Đức Trọng cũng háo hức với mùa hoa dã quỳ. Mùa hoa quỳ vàng ở Lâm Đồng thì luôn hấp dẫn du khách khi mà đến đây. Tuy nhiên là mặc dù sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng nhưng Kiều Anh cũng không hiểu rõ về phong tục tập quán cũng như là nguồn gốc của cây hoa quỳ đâu, và chúng ta sẽ phải tìm một hướng dẫn viên địa phương, và Kiều Anh đã tìm được những người hướng dẫn viên ngay tại đồi hoa quỳ này, rất là dễ thương ạ. Xin chào ba mẹ con. Chào em. Dạ. Mình đi chụp hoa quỳ hả chị? Dắt mấy đứa đi chụp hoa quỳ. Dạ. Chị ơi, cây hoa quỳ này mình có biết là ngoài là bây giờ thì mọi người rất là thích vì nó đẹp, thì ngày xưa thì mình có biết là nó còn có những cái công dụng gì nữa không chị? Thì chị cũng không rõ lắm, thì cái hoa quỳ nó xuất xứ từ đâu thì nghe nói thì mấy ông bà hồi xưa kể lại là thời Pháp á, thì cái hoa quỳ nó đã có rồi, thì hồi xưa thì mấy ông bà làm phân xanh đó em. Dạ. Sau một thời gian thì các phân khác có trên thị trường thì cái hoa quỳ nó mai một đi. Nhưng mà sau này thì họ cũng tận dụng hoa quỳ để làm mấy cái hàng rào á. Nhưng mà sau một thời gian thì hoa quỳ cái sức sống của nó mãnh liệt, cái nó mọc ra tràn lan. Dạ. Thì hiện giờ thì tới cái mùa thì khách du lịch họ có tận dụng. Mình địa phương mình cũng thấy năm nào cũng phải chụp vài tấm. Mỗi năm thì mình đều có những cái tấm hình rất là đẹp với hoa quỳ ha. Dạ. Cái hoa quỳ mình có thể tận dụng ha, mình hái về mình cắm em. Liệu nó có bị héo không chị? Không, mình cắm cắm hoa, một cái hoa thôi. Hoa dạ. Thôi. Mình không cần lá nó sẽ héo, cắm hoa thôi. Dạ. Thực ra thì em còn biết một công dụng của cái lá quỳ này, đó chính là lúc nhỏ mình bị ngứa. Mà mình nấu nước lên rồi, xong rồi mình có thể ngâm tay ngâm chân vào đó thì nó trị ngứa rất đúng là hay ạ. Vâng, và ngoài hoa dã quỳ mùa này thì đến với Đức Trọng chúng ta còn có rất nhiều điều hay để khám phá, và chị Hằng sẽ là người hướng dẫn chúng ta đi khám phá Đức Trọng ngay bây giờ nhé. Nằm cạnh quốc lộ 20, cách thác Brent chừng 8 km theo hướng Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh. Làng Đa Rang Hoa thuộc xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng là khu định canh định cư của hơn 300 hộ đồng bào các dân tộc Cờ Ho, Chin, vân vân từ gần 30 năm qua. Nằm nếp mình dưới chân núi voi hùng vĩ, nhưng từ lâu nơi đây đã là điểm dừng chân khá hấp dẫn của nhiều tour du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài. Ở đây có tượng gà trồng được làm bằng xi măng cao 3,2m, nặng khoảng 8 tấn. Có đôi chân to khỏe, đặc biệt với 9 chiếc móng sắc nhọn, được đặt trên một mô đất cao 1,5m ở giữa làng. Điều thú vị là tượng con gà to lớn được các nhà sưu tập liệt kê vào sách những kỷ lục Việt Nam này do kiến trúc sư Lữ Trúc Phương,
tác giả của các công trình Hồ Rồng, Đường Lên Trăng ở Đà Lạt thiết kế và xây dựng từ năm 1978. Đây là một trong những địa điểm mà du khách nhất định phải ghé qua khi du lịch đến Đức Trọng, chính là làng gà Đa Ra Hoa. À, chị Hằng ơi, không biết là tại sao mà ở đây chúng ta lại gọi là làng gà ạ? Cái làng gà thì cái theo phong tục tập quán của người dân tộc nơi đây cũng như là dân tộc Chin Cờ Ho thì họ có phong tục là bắt chồng theo mẫu hệ. Thì bắt chồng, trong cái phong tục tập lễ bắt chồng đó thì họ bên đàn trai sẽ họ thách cưới để cái giữ cái phong tục tập quán. Thì sau năm 1978, thôn Đa Ra Hoa được di dời từ phường 2 Đà Lạt về đây. Thì cái tiền mà du canh du cư á còn dư lại của dân thì mấy nhà nước đã xây dựng một con gà, với lại có cái núi voi đó tượng trưng cho cái lễ vật thách cưới của người đồng bào. Tức là trước khi thách cưới thì họ phải thách cưới, là hồi xưa thì có một câu chuyện như này: hai anh chị yêu nhau thì do cái phong tục tập quán bên đàn trai thách cưới cũng nặng quá. Hồi xưa thì thách cưới là giống làm cắt đồ cổ với lại là trâu bò heo, rồi hồi xưa cũng có là thách cưới voi chín ngà, gà chín cửa, người chín hồng mao. Thì cô này đã đi lên núi tìm sau một thời gian, cô này tìm không gặp, thì cả làng với lại chàng trai này đi lên núi tìm cô gái thì thấy cô gái chết. Sau một thời gian thì chàng trai cũng chết theo. Thì để tưởng nhớ cho hai cặp yêu nhau chung thủy thì họ đã xây dựng nên cái tượng để tượng trưng, sau này để kể lại cho con cháu với lại cái phong tục nên mình nên xóa bỏ bớt. Trong thời gian qua, khách du lịch đến Đà Lạt, nhất là du khách nước ngoài, thường dừng chân để chiêm ngưỡng chú gà trống chín cửa to lớn, đứng hiên ngang trên một mô đất cao. Xa xa phía sau là dãy núi voi hùng vĩ và đầy những truyền thuyết bí ẩn bất ngờ. Đặc biệt mùa này, khi hoa dạ quỳ nở rực rỡ phía xa núi voi, càng làm khung cảnh thêm hùng vĩ nên thơ. Ngoài ra, du khách đến Đức Trọng còn được tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người dân tộc Cờ Ho. Làng Đa Ra Hoa có trên 60 khung dệt thủ công để dệt nên các loại xà rồng, ùi và các sản phẩm dùng làm quà lưu niệm cho du khách như túi sách, băng đồ, những chiếc ba lô nhỏ xinh với nhiều hoa văn sặc sỡ đặc trưng của người dân tộc Tây Nguyên. Chị Ca Hằng được học nghề dệt từ nhỏ và là chuyên gia trong lĩnh vực này. Đây cũng là lần đầu chị bày cho các con gái cách để dệt ra một tấm vải thổ cẩm. Các cô gái nhỏ trông có vẻ rất háo hức. Khác với lại nghề dệt ngồi ở đồng bào Cờ Ho, các địa phương khác như là Lạc Dương chẳng hạn, thì ở Ca Long bà con dệt có vẻ là đơn giản hơn một xíu khi mà chúng ta có những khung cửa như thế này. Và chị Hằng thì đang hướng dẫn cho các con của mình làm những tấm vải từ thổ cẩm. Chị ơi, cái khung cửa này nó khác biệt gì chị? Cái khung cửa này thì cái hoa văn nó mỗi cái dân tộc nó có hoa văn cái đặc trưng riêng. Thì bên này cũng có hai khung dệt, một khung dệt ngồi và đây là khung dệt đứng. Thì khung dệt ngồi thì cái diện tích mình dệt nó sẽ dài và nó rất rộng hơn. Còn cái đứng này thì mình sẽ dệt tầm nhỏ gọn như này. Xong mình ghép lại từng miếng. Hoa văn ở đây là mình dệt theo yêu cầu hay là mình theo cái đồng bào của mình ạ? Tại em thấy ở đây màu sắc rất là sặc sỡ ạ. Cái này thì theo cái ba rem của từng dân tộc ấy, từng cái hoa văn của mỗi dân tộc nó khác sẽ khác nhau. Ví dụ mình dệt ngồi thì cái hoa văn nó khác, còn cái khung dệt đứng thì hoa văn nó khác. Em thấy là chị đang hướng dẫn cho các bé để dệt những bước cơ bản á, không biết là con có thích cái nghề dệt này không? Dạ có. Con thử dệt bao giờ chưa? Chưa. Chưa à? Đây là lần đầu tiên đúng không? Dạ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát huy được cái nghề truyền thống của mình. Nhưng mà em muốn thử một xíu thì chị có thể hướng dẫn em không ạ? Rồi, ok em. Cứ tiếp tục như vậy. Cứ hai cái là mình đổ hoa văn một lần hay đúng là mình rồi. Có một cái công thức nào?
Dạ. Có thêm cái ba rem theo cái hoa văn cái khuôn dẹp đó. Vâng, thưa quý vị, mặc dù là có sự hướng dẫn của chị Hằng và nhìn thì có vẻ đơn giản hơn nhiều so với việc ngồi dệt. Tuy nhiên là nếu như mà Kiều Anh có thể tự dệt ra được một tấm vải như thế này, hoàn chỉnh như thế này thì chắc là phải bán giá rất cao đấy ạ. Vì thực sự là rất là khó, không quen thì không thể làm được đâu ạ. Dệt thổ cẩm không chỉ là nghề nghiệp mà còn là cách để bà con Cơ Ho giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Mỗi mẫu thiết kế đều chứa đựng những câu chuyện, là sự kết hợp giữa truyền thống và sự sáng tạo đương đại. Không phải là trung tâm du lịch, nhưng Đức Trọng luôn có những điểm đến hấp dẫn du khách. Đặc biệt, thời điểm hoa quỳ vàng nở rực rỡ trên những cung đường, vẻ đẹp kỳ bí của những thác nước, cung đường trekking thơ mộng tà năng, những ngôi chùa với kiến trúc cổ và những lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm của vùng đồng bào Cơ Ho nơi đây, cùng những điệu múa xoang, giai điệu cồng chiêng âm vang hùng vĩ. Tất cả tạo nên một bức tranh riêng biệt, đưa du khách hòa mình cùng thiên nhiên, tránh xa ồn ào của phố thị.